Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái trường hợp mà mua hàng nhập kho. Cái trường hợp này cũng xảy ra khá nhiều các cái tình huống khác nhau. Chúng ta là nhập chứng từ mua hàng. Trong cái mua hàng này thì các bạn lưu ý là sẽ có khá nhiều các cái trường hợp thì tôi nêu ra đây là các bạn, và tôi sẽ làm một cái list video các bạn nhé. List video các bạn vào xem từng trường hợp cụ thể xảy ra đối với các bạn. Đầu tiên là nhập kho hàng hóa mua về đơn giản, tức là cái cách đơn giản, cái đơn giản nhất của các bạn là hàng và hóa đơn cùng về. Như vậy mà các bạn chỉ căn cứ vào hóa đơn để các bạn nhập kho. Trong cái trường hợp này ấy, thì nó cũng xảy ra nhiều cái tình huống. Nói thì nói là đơn giản nhưng mà không phải là nó ít tình huống xảy ra đâu. Cái đầu tiên là tôi muốn nói là ở đây trường hợp thứ nhất là có chi phí vận chuyển. Thế trong cái trường hợp chi phí vận chuyển này thì lại có các cái trường hợp là nhà cung cấp và nhà vận chuyển là một đối tượng. Đấy. Nó nói thế này các bạn có vẻ khó hiểu nhỉ? Tức là nhà cung cấp và nhà vận chuyển là một một đơn vị. Đơn vị thì có vẻ là dễ hiểu hơn đúng không? Trường hợp thứ hai ấy, tôi muốn nói ra ở đây là nhà tôi viết tắt nhé, nhà cung cấp và nhà vận chuyển là hai đơn vị khác nhau. Tức là cái trường hợp hai đơn vị khác nhau này có nghĩa là nhà cung cấp hàng hóa là một 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 doanh nghiệp và cái đơn vị vận chuyển là một doanh nghiệp khác. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp nó sẽ xảy ra cái trường hợp là hai hóa đơn. Trong mỗi một trường hợp nhỏ này ấy, thì nó lại xảy ra các cái trường hợp này là 1.1 nhá các bạn nhé. Ở đây nó xảy ra cái trường hợp này là tôi cho mấy cái chỗ này nó nhỏ chữ đi tí các bạn nhìn thấy nó dễ đúng không? Đây rồi. Nhà cung cấp và nhà vận chuyển là một đơn vị nhưng mà cái nhà vận chuyển này trường hợp thứ nhất là hàng hóa và phí vận chuyển được viết trên cùng một hóa đơn. Trường hợp này dễ rồi, trường hợp này các bạn làm có thể là thấy là viết trên cùng một hóa đơn thì các bạn nhập cùng một cái chi phí cùng một phiếu. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp 1.1.1.2 là khác hóa đơn. Đấy. Thì trong cái khác hóa đơn này thì tôi nói là có hai trường hợp xảy ra. Hóa đơn vận chuyển và hóa đơn hàng hóa về cùng một lúc. Nhưng mà có trường hợp là hóa đơn vận chuyển là về sau. Có nghĩa là trong trường hợp hóa đơn vận chuyển về sau thì các bạn lại sử dụng tính năng là phân bổ chi phí vận chuyển cho hóa đơn bằng chức năng phân bổ. Ở đây cũng có nhiều cái mà chúng ta nói đến. Không phải các bạn nghĩ đơn giản là cái phần nhập kho mua các bạn sử dụng phần mềm mà các bạn cứ mua về thế là các bạn dùng được đâu. Mà nó phải hiểu rõ bản chất của từng cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các bạn là xảy ra trường hợp nào. Trong cái video hướng dẫn đối với phần mềm của chúng tôi ấy, thì cố gắng đưa ra cho các bạn các cái tình huống xảy ra thường xuyên và liên tục và trong thực tế chứ không nói thẳng đến cái vấn đề là trong sách các bạn học như thế nào. Nhưng mà những cái này là nó xảy ra thật. Đầu tiên tôi sẽ làm cái trường hợp này cho các bạn, là cái trường hợp đầu tiên tôi bôi chữ đỏ nhá, các bạn nhìn thấy đây. Thế thì trong cái trường hợp này nó xảy ra một cái tình huống nữa mà nếu các bạn tinh ý các bạn sẽ biết ở đây này. Cái trường hợp này ấy, có thể xảy ra trường hợp nhà cung cấp
chiết khấu hàng trên hóa đơn gọi là chiết khấu thương mại đây gì đây? Đâu, thế thì chiết khấu thanh toán thì các bạn biết là lúc thanh toán thì nó cụ thể rồi, chiết khấu thương mại, chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn, hoặc là cũng có thể trực tiếp là nó cuối một tháng nào đấy người ta gửi về cho mình một cái hóa đơn chiết khấu thì các bạn sẽ sử dụng cái hóa đơn chiết khấu đấy, cái hóa đơn chiết khấu nó phân bổ cho tất cả các loại hàng hóa, nó giảm trừ vào cái giá hàng hóa nhập kho. Thế thì ở đây chiết khấu ngay trên hóa đơn thì thường xảy ra cái trường hợp là nhà cung cấp sẽ viết cho mình một cái hóa đơn mà lại cuối cái dòng của tất cả các loại hàng hóa có một dòng là chiết khấu. Thế thì cái tiền tính thuế là cái tiền tất cả các loại hàng hóa đấy cộng lại với nhau và đồng thời là họ trừ đi cái phần chiết khấu đấy, sau đấy mới tính ra tổng tiền hàng bao nhiêu và tính tiền thuế, lúc đấy mới thành tổng cộng thanh toán. Khi xảy ra trường hợp này các bạn nhìn thấy trên phiếu nhập mua hàng của chúng tôi là như thế này. Chúng ta vào mua hàng nhé. Ở đây các bạn thấy là chúng tôi đã bỏ ra một số các cái phiếu nhập rồi. Đấy, chúng ta sẽ làm mới một cái phiếu nhập. Cái cơ bản là trên cái phần mềm của các bạn ấy, ngoài các cái tiện ích phân bổ chiết khấu cho nhiều đối tượng cùng một lúc, thế nhưng mà trong cái trường trong nhiều phiếu nhập cùng một lúc, thế nhưng mà trường hợp mà đấy cái cụ thể trên một phiếu nhập thì các bạn lại không biết là sử dụng cái tính năng đấy nó quá phí đúng không? Thế thì các bạn vào đây, ví dụ tôi nhập luôn này, trường hợp này. Thế thì trên cái phiếu nhập mua hàng này nó có các cái tình huống này xảy ra. Đầu tiên là cái tôi nói đến là cái hàng và hóa đơn cùng về, có nghĩa là cái nút tích chỗ đã nhận hóa đơn này chúng ta tích vào đây là nhận luôn hóa đơn đúng không? Và cái nhà cung cấp ở đây thì chúng ta có thể là đánh vào đây để auto filter nó, ví dụ như lọc này, nhìn thấy nhá, ở bên dưới này có khá nhiều. Thế thì chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta ghi chữ nước ở đây chẳng hạn thì nó ra công ty cấp nước đúng không? Ghi chữ Hà Nội thì nó ra là công ty điện lực Hà Nội chẳng hạn đấy, công ty Đại Thành chẳng hạn đấy. Nên đương nhiên là các bạn nhìn thấy chữ Hà này có công ty Đại Thành, nhưng thực ra trong cái chữ Thành này có chữ Hà nên nó mới lọc ra cho các bạn. Ở đây chúng ta chọn công ty này, chúng ta rất là cụ thể, chúng ta chọn nhập mua hàng hóa. Nếu các bạn theo dõi kỹ hơn liên quan đến nhân viên mua hàng thì các bạn sẽ chọn nhân viên ở đây, thì sau này cũng có thể có một cái báo cáo quản trị dành cho các bạn là mua hàng theo nhân viên, bảng kê phiếu nhập mua hàng theo nhân viên thì các bạn sẽ có. Thế thì ở trên cái phiếu nhập này nó có mấy cái hình thức thanh toán, trường hợp chưa thanh toán rồi tiền mặt và chuyển khoản. Thế thì ở đây ý, nó có cái tình huống này xảy ra này, chưa thanh toán thì tôi cũng nói nhiều ở cái vấn đề này là cái vấn đề về tiền mặt. Các bạn nhìn thấy khi các bạn tích vào cái phần tiền mặt thì nó tạo ra cái phiếu chi, số phiếu chi, và đồng thời cái ô mà người nhận tiền nó hiện nó lên cho các bạn có thể gõ vào. Nhưng trong trường hợp chuyển khoản ấy, thì cái trường hợp này gần như không bao giờ xảy ra. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây, tức là có ở đây nhưng mà rất ít sử dụng. Cái trường hợp mà hàng hóa và cái thời điểm xảy ra cái việc mua hàng hóa đưa về nhập kho nhận hóa đơn đồng thời với cái việc chuyển khoản thì gần như là không có cùng một trường hợp. Như vậy thường là chúng ta chỉ chọn hai trường hợp là mua tiền bằng tiền mặt cho các cái trường hợp giá trị tiền nó thấp hơn cái quy định của nhà nước bắt buộc phải chuyển khoản. Còn lại nếu mà thấp hơn thì các bạn cứ chọn tiền mặt thì các bạn có thể thanh toán trực tiếp đúng không? Thì chọn tiền mặt. Và cái thứ hai là chưa thanh toán. Thì chưa thanh toán thì rõ ràng nó đưa qua công nợ cho các bạn đúng không? Thế ở đây là trong cái tình huống này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng chưa thanh toán. Ở đây chúng ta đưa qua công nợ đi. Thế thì phần mềm sẽ tự hạch toán vào cái phần là cái phần 331 cho các bạn. Các bạn cũng có thể hạch toán qua tài khoản 141 hoặc tài khoản 341 là vay để trả tiền hàng bằng tiền vay, đồng thời đưa qua các cái tài khoản khác. Trường hợp cái tiền vay ấy thì thường người ta vẫn trả qua công nợ và sau đấy dùng chứng từ chung để hạch toán cái phần đối trừ lại cái phần tiền vay của ngân hàng. Vì trường hợp vay ấy thì là cái trường hợp mà ngân hàng
nó căn cứ vào cái hợp đồng mua bán và cái hóa đơn, và nó chuyển thẳng tiền cho khách hàng luôn, và chúng ta không được nhận cái khoản tiền đấy. À, đấy là chúng ta vay để trả nợ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ làm tiếp này là cái ngày ghi sổ thì đương nhiên rồi, ngày chứng từ thì đương nhiên rồi, số phiếu nhập nó tự động rồi, các bạn nhìn thấy nó dễ. Ở đây có cái phần hạn thanh toán nữa, các bạn có thể là cái phiếu nhập này các bạn đánh vào cái hạn thanh toán, thì sau này các bạn sẽ có cái báo cáo theo hạn thanh toán là cụ thể là mình đã thanh toán cái hóa đơn đấy rồi hay chưa. Ví dụ như ở đây chúng ta chọn hàng hóa, ví dụ hàng hóa 001 nhé. Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta chọn 001. Mặc nhiên là cái hàng hóa này chúng ta đã khai báo kho nó là 156, thì ở đây nó lên kho luôn cho các bạn là 156. Ở đây ví dụ chúng ta mua là 2 triệu và hai số lượng 2.000 đi. Và chúng ta cái này là 150.000 một một nhát đúng không? Rồi cứ ghi lẻ lẻ nhé các bạn nhé. À, đây. Thế này cho nó lẻ ra. Ví dụ 14.798 đồng và nó ra cái số tiền như này. Thì tiếp theo ấy, trong cái trường hợp mà nhập mua hàng hóa đơn thuần, nhưng nếu là nhập mua nguyên vật liệu cho công trình, cái này tôi sẽ làm một cái video khác cho các bạn. Đây chúng ta làm mua hàng hóa đi. Ở đây chúng ta chọn cái loại hàng hóa số 2 nhé. Chúng ta sẽ nhìn thấy có cái sự rất rõ ràng ở đây, mà chúng tôi thiết kế phần mềm ra nhằm phục vụ cái mục đích là để làm sao các bạn tiện nhất. Thế các bạn nhìn thấy này, có chiết khấu trên hóa đơn đúng không? Trường hợp là có chiết khấu, nhưng cái phần chiết khấu này, nếu mà nhà cung cấp chiết khấu theo tỷ lệ đây thì ngon quá, các bạn gõ vào đây thằng này được chiết khấu 5%, thằng này 5% chẳng hạn. Thế nó ra tiền chiết khấu đây luôn, nó hạch toán giảm trừ và giá trị nhập kho luôn. Thế thì ngon quá. Nhưng mà cái ông nhà cung cấp ấy, thì ông lại hạch toán luôn, ông lại ghi vào cái dòng cuối cùng, ông chả chia vào những cái hàng hóa nào, mà nó lại hạch toán luôn, đưa vào cái dòng cuối cùng trên hóa đơn là chiết khấu tổng trừ lấy tiền. Thế thì các bạn sẽ xử lý trường hợp đấy như nào? Sau khi các bạn nhập hàng hóa này, các bạn nhìn thấy không? Ở đây chúng ta sẽ sử dụng chức năng lập hóa đơn như sau. Về bản chất ấy, thì cái tổng cái tiền thuế của hóa đơn này nó sẽ tính ra đây cho các bạn. Nhưng các bạn cứ kê thuế xong các bạn xử lý hết các trường hợp thì các bạn sẽ làm này. Đầu tiên tôi chọn thêm một loại hàng hóa nữa nhé, là cho nó cụ thể để các bạn nhìn thấy ở đây là ví dụ giờ đây là 1.200 đấy, với giá là 12.546 chẳng hạn. Đấy, ra từng này tiền. Thế các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có chúng ta mở rộng cái này ra nhá, kích vào này mở rộng ra các bạn nhìn nó dễ này. Lúc nãy giờ tôi cũng quên. Ở đây các bạn chọn loại hóa đơn là hóa đơn giá trị gia tăng. Thì chúng ta hoàn toàn ở đây chúng ta chỉ cần chọn một dòng và chúng ta ấn Ctrl M nó lên tất cả. Nhìn thấy không? Thì các thông tin khác nó có nhìn thấy nó điền vào cho các bạn. Ở đây số hóa đơn ví dụ 00014551547. Các bạn cũng ấn Ctrl M một phát. Và ở đây cũng như thực như các bạn thực hiện đúng như vậy. Rất là nhanh. Ở đây chúng ta chọn số 1. Chúng tôi lưu ý này, các bạn ở đây nhá. Các bạn nhìn thấy có 4 mục theo cái thông tư mới nhất của nhà nước, nhưng mà ở một số các cái đơn vị nó xảy ra cái trường hợp là hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thì các bạn để vào đâu, các bạn tấp vào đây rồi sao các bạn lọc không biết là cái hóa đơn nào là hóa đơn không phải tổng hợp trên tờ khai. Vậy nên là cái mục này nó cũng là rất quan trọng để các bạn phục vụ cho các bạn cái việc là các bạn biết những cái hóa đơn nào khi các cơ quan chức năng đến kiểm tra, các bạn có thể giải trình và trên cái phần bảng kê thuế nó sẽ có cái những cái hóa đơn không phải tổng hợp trên tờ khai, nó sẽ tách ra cho các bạn rất là dễ. Tại sao chúng tôi lại phải đưa vào hết mấy thực tế khách hàng là các bạn sử dụng rất nhiều các cái mục đích này, các cái trường hợp này xảy ra. Ở đây chúng ta nhìn thấy không, chúng ta chỉ ấn Ctrl M là nó ra hết cho các bạn. Thế thì ở đây cái tiền thuế này tí nữa tôi sẽ nói đến tiền thuế nhá. Bây giờ đến cái phí vận chuyển. Cái phí vận chuyển nếu như các bạn nhìn thấy là cái phí vận chuyển nó là một đối tượng cung cấp thì nó dễ. Các bạn lưu ý là phải làm phần hóa đơn trước, sau đến phần chi phí nhé. Không làm chi phí trước, làm hóa đơn sau. Tại vì khi chúng ta phân bổ chi phí nó sẽ bê toàn bộ thông tin hóa đơn này sang cái phần chi phí rồi chúng ta không phải kê lại lần thứ hai. Đấy là nếu các bạn kê hóa đơn sau ấy thì các bạn sẽ phải kê hai lần. Nó về nguyên lý phần mềm là nó sẽ
tất cả những thông tin này giống nhau thì nó sẽ gộp lại thành một hóa đơn. Đây là một hóa đơn, chẳng qua là thông tin nó giống nhau, và cái tổng tiền thuế này nó sẽ cộng lại thành tiền thuế của hóa đơn. Ví dụ cái đơn hàng này vận chuyển hết 1,5 triệu, các bạn gõ vào đây 1,5 triệu. Thế thì cái trường hợp phân bổ theo số tiền và số lượng đây các bạn có, các bạn tích này. Thường là tất cả các đơn vị thì gần như là phân bổ theo cái số tiền các bạn nhé, giá trị là nó chính xác. Chúng ta kích vào nút phân bổ đấy, click chuột nha. Thế thì phần mềm sẽ hỏi ngay các bạn là có muốn tạo ra một cái chứng từ chung để hạch toán cái khoản chi phí mua hàng này không. Hôm sau tôi sẽ đổi cái phần chữ sinh này nên chữ tạo thì nó trông tạo ra nó hợp, thì sinh nghe không vẻ không hợp lý lắm đúng không? Bạn có muốn tạo ra một chứng từ chung để hạch toán khoản chi phí mua hàng này không? Như vậy là các bạn thấy này, ở trong cái phiếu nhập mua hàng này nó sẽ cái phần phí nó sẽ được phân bổ vào và cộng tăng lên ở trong cái giá trị hàng nhập kho. Đồng thời nó sẽ tạo ra cái phần chứng từ cho các bạn định khoản nếu như là công nợ, và đưa vào cùng là một ông này là đối tượng hạch toán, là ông này là đồng thời là vận chuyển, đồng thời là cung cấp hàng hóa, thì bạn chọn có. Rồi tôi sẽ giải thích ở cái phần chứng từ. Đây, chứng từ chung. Phiếu nhập chi phí mua hàng này các bạn nhìn thấy không? Đương nhiên ngày hạch toán các bạn hạch toán nhé. Tài khoản nợ ở đây đương nhiên chúng ta mua hàng hóa là 156. Thế thì ở đây có 1,5 triệu. Như vậy cái đối tượng nợ này là cái đối tượng quyết định cái gì? Quyết định cái đối tượng nào là đối tượng vận chuyển. Và cái phần này nó đưa vào công nợ của ông này. Nếu như là cùng một đơn vị là công ty Đại Thành này chẳng hạn, thì nó sẽ tổng hợp cái tiền này vào cái công nợ của ông này và cùng trên một phiếu. Vậy các bạn hiểu rõ cái phần này chưa? Thế thì ở đây là 331 nhá, các bạn nhìn thấy nhá. Rất rõ ràng. Thế chúng ta nhìn qua cái phiếu nhập thì chúng ta sẽ biết là cái tổng tiền hàng ở đây là cái tiền đưa vào cái công nợ này, và cái thông tin trên cái phiếu nhập này nó chỉ mới là công nợ của phần hàng thôi, chứ chi phí này chưa đưa vào công nợ. Chi phí ở trên phiếu nhập này nó chỉ mới đưa vào ở trong cái phần nhập kho, tức là ghi tăng giá trị hàng hóa lên, và nó chưa đưa vào công nợ. Đồng thời cái hóa đơn ở bên phần thuế này cũng chỉ là hóa đơn về cái phần tiền của các bạn thôi. Các bạn nhìn thấy tích sang cái phần hóa đơn thuế giá trị gia tăng, các bạn sẽ nhìn thấy nó được bê toàn bộ cái thông tin hóa đơn này. Có nghĩa rằng nó trùng với hóa đơn của các bạn ở bên cái hóa đơn phiếu nhập mua hàng. Các bạn chỉ ở đổi ở đây cái tiền thuế này là 133. Thế là thuế 10% đúng không? Nó sẽ cộng cái tiền thuế này vào ở trong này để tổng ra một cái hóa đơn cụ thể. Nó bê hết thông tin ra đây cho các bạn, chả phải làm cái gì. Các bạn chỉ còn lưu thôi. Xong các bạn đóng. Thì ở đây các bạn nhìn thấy này. Chúng ta chọn lưu nhá. Lưu chứng từ. Sau khi chúng ta chọn lưu chứng từ thì rõ ràng chúng ta đã lập xong cái phần thuế, mà cái phần hóa đơn mua hàng ấy, mà nó có luôn cái phần thuế và chi phí. Cái phần phí này nó cộng vào trong giá trị tiền hàng ở trong phần nhập kho, và đồng thời bên cái chứng từ chung sẽ hạch toán phần công nợ vào cho cái đối tượng này luôn. Chúng ta sẽ thực hiện tiếp một trường hợp này. Vừa có chi phí vận chuyển lại có thêm cả chiết khấu, chúng ta chọn bỏ ghi sổ và chúng ta chọn sửa chứng từ chúng ta. Cái trường hợp chiết khấu này là cái gì? Chiết khấu này chính là cái chiết khấu thương mại ở ngay trên hóa đơn mà người ta viết vào cái dòng cuối cùng. Tại sao tôi làm video mà tôi lại phải nói đi nói lại nhiều như thế? Các bạn thông cảm một tí là tôi phải nói cho rõ, để có nhiều cái toán mà còn bỡ ngỡ, có nhiều cái thì sẽ nắm rõ được cả cái phần hạch toán và cái phần cụ thể, cả cái phần hạch toán cũng như lập một cái chứng từ, nó nhiều tình huống xảy ra.
Ví dụ như cái tiền chiết khấu ở đây là nó chiết khấu cho mình 4 triệu. Chúng ta gõ vào cái tiền chiết khấu này, chúng ta chọn phân bổ số lượng ấy, số tiền là theo cái tùy mình, nhưng mà đa số các bạn sử dụng cái phân bổ theo số tiền là hợp lý nhất. Chúng ta kích vào nút phân bổ. Các bạn đang nhìn thấy có cái dòng tổng chiết khấu nó hiện lên. Như vậy cái tiền chiết khấu này là cái tiền chiết khấu nó đưa vào đâu? Cái tiền chiết khấu này nó sẽ đưa vào cái phần này này, tiền hàng này, các bạn này nhìn thấy này. Đấy, ở đây. Cái phần chiết khấu này nó sẽ giảm trừ và trực tiếp vào tiền hàng cho các bạn. Và mặc nhiên ở đây thì tất cả mọi vấn đề liên quan đều bị thay đổi. Phần thuế giá trị gia tăng bị thay đổi, giảm đi 400.000 tiền thuế. Cho cái chiết khấu này 4 triệu giảm 400.000 tiền thuế. Cái tiền thuế này nó khớp với đúng hóa đơn của các bạn. Thế trong trường hợp không khớp thế nào? Trong trường hợp người ta vẫn làm như thế và người ta làm tròn số thì ở đây không phải là số cái 150 tiền thuế đâu, mà nó là 151 thì chúng ta tăng ở đây 1 đồng. Đấy. Thế thì chúng ta chọn lưu lại. Sau khi chúng ta phân bổ chiết khấu nha các bạn, lưu ý chiết khấu nó sẽ giảm giá trị hàng nhập kho và giảm công nợ cho cái đối tượng này. Chúng ta chọn lưu cái thì các bạn nhìn thấy thuế ở đây sẽ là 151. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng là tất cả các tình huống đối với phần mềm của chúng tôi, tất cả các tình huống các bạn có thể xử lý ngay trên phần mềm mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Nó xảy ra hết, nó xảy ra và được thực hiện ở trên này một cách rất là linh hoạt. Thế thì trong cái trường hợp mà cái trường hợp lúc nãy tôi nói là khác hóa đơn. Cái khác hóa đơn này là chủ yếu thực hiện bên chứng từ chung chung hạch toán vào phần phí vận chuyển. Đấy, ở đây chúng ta sẽ như thế này, nó đã tạo ra một cái chứng từ chung. Ở bên phần chứng từ chung chúng ta vào tổng đây, chúng ta sẽ đóng cái này đi, chúng ta sang phần tổng hợp. Ok, các bạn vào chứng từ chung các bạn sẽ nhìn thấy cái phiếu nhập mua hàng, chi phí mua hàng cho hóa đơn này. Các bạn tích vào đây. Như vậy các bạn sẽ làm gì? Sẽ có cái gì nữa? Các bạn đã nhìn thấy cái chứng từ này là đối tượng đang là công ty Đại Thành. Chúng ta chọn bỏ ghi để sửa được chứng từ nhé. Ở đây là công ty cái. Nếu như là đối tượng khác thì các bạn đơn giản thôi, các bạn đổi đây là cái ông khác, công ty Hải Nam, ông ấy vận chuyển cho mình, nếu mà đổi thì nó ra hai đối tượng công nợ thôi, đúng không? Thế là có nghĩa là ông này là ông khác. Và mặc nhiên tất cả những hóa thông tin trên hóa đơn này, ở đây tôi quên nói cho các bạn, tức là khi các bạn hạch toán đối tượng này là công nợ thì mặc nhiên cái đối tượng này viết cho ba các bạn một cái hóa đơn khác chứ không phải cái hóa đơn này. Hóa đơn này nó lấy thông tin từ bên phiếu nhập chẳng. Chúng ta sẽ đưa vào đây 8 này. Ví dụ thế đúng không? Đấy. Đây, chúng ta lưu lại thôi, thế là xong. Thế là xong cái phần phiếu nhập mua hàng, bao gồm cả khác hóa đơn và phần này chúng ta đã xử lý xong các bạn nhé. Rồi ok, nhà cung cấp và nhà vận chuyển là hai trường hợp khác nhau, ok đây luôn đúng không? Rồi phần chiết khấu cũng xong rồi đúng không? Chiết khấu thì dễ đúng không? Chiết khấu trường hợp đấy là trường hợp chiết khấu trên hóa đơn luôn. Thì các bạn dễ xử lý ở trên phần mềm, có cái mục chiết khấu nó dễ làm luôn cho các bạn. Rồi, đấy là xong trường hợp thứ nhất. Thì cái video tiếp theo mà chúng tôi, bạn nào muốn nghiên cứu thì các bạn trường hợp này, mua hàng với cái trường hợp hàng về trước phải hóa đơn về sau. Đấy. Trường hợp này như nào? Trong sách các bạn học là đúng có. Rồi, tôi cái này sẽ có một cái ví dụ, hoặc là cái ví dụ riêng cho các bạn. Các bạn hẹn các bạn ở video phần tiếp theo của mua hàng.